Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện nhiều trường hợp người dân thường xuyên tụ tập ở một số tuyến phố để ăn xin. Tuy nhiên, khi được đưa về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa, gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà cửa với kinh tế khá giả. Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, việc một số người từ buổi tối đến ban đêm tụ tập ở một số tuyến phố trên địa bàn đã diễn ra được một thời gian. Rất nhiều lần công an phường đã phải xử lý để đảm bảo an ninh trật tự. Đối với những cái đối tượng là người vô gia cư giả, công an phường đã phát hiện và đưa về đây. Thì chúng tôi đã xác định rõ được là những đối tượng này là có nhà ở tại Hà Nội. Thì công an phường đã yêu cầu là ký cam kết không tái phạm. Và nếu trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện ở trên địa bàn, vẫn còn xuất hiện trên địa bàn phường, thì công an phường sẽ tiếp tục quét vét về trụ sở để có biện pháp xử lý. Những người dân sinh sống tại tổ dân phố số 1, phường Trần Hưng Đạo đã chứng kiến sự việc ngay từ khi tụ điểm xin ăn này mới phát sinh trên địa bàn. Rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xử lý. Tình trạng này nó xảy ra từ rất lâu rồi. Đã có những cái người làm từ thiện đến tự thiện, theo chúng tôi biết là tự thiện tự phát. Nó làm cho mất trật tự ở cái tổ của chúng tôi. Tự nhiên người ta lại tụ tập đến. Có những thời điểm mà có người dân người ta phản ánh với tôi là người ta không ngủ được. Thì chúng tôi đã báo Ủy ban phường, Công an phường. Thế nhưng mà sau đấy Công an phường đã có đưa đến để mà cho lực lượng đến để đuổi. Thế nhưng mà sau đấy họ đuổi đi, Công an đi khỏi thì họ lại đến. Đến nay tất cả những trường hợp giả mạo người vô gia cư đều được Công an phường Trần Hưng Đạo yêu cầu viết cam kết không tái phạm, sau đó bàn giao về cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn không ít hiện tượng người ăn xin hành nghề trên các tuyến phố, đặc biệt là tại các ngã tư, gây mất an toàn giao thông. Câu chuyện giúp đỡ người lang thang vô gia cư tại các đô thị lớn không phải là chuyện mới. Và việc dẹp nạn giả người vô gia cư lang thang xin ăn trên đường phố sẽ là câu chuyện cần sớm có lời giải triệt để, trả lại mỹ quan và an ninh trật tự giao thông trên các tuyến phố.